Hôm nay mình sẽ test cái skin của một con tướng, đó là Gambit mới ra lễ hội mùa đông. Có nhiều bạn đánh giá cái skin của con Gambit lần này nó không đẹp bằng cái skin Tết, với lại con Gambit cũng không phải là một con nó nhiều người chơi, nên thành ra ta chuộng về cái vấn đề là lấy cái skin Tết hơn. Còn cái này skin này người ta suy nghĩ cũng khá nhiều, nhưng mà theo mình thấy thì cái skin này của con Gambit nó có một cái nói chung là của mỗi skin nó có một cái điểm điểm riêng, có một cái thú vị riêng, đó là con Gambit này á, thì mình khi mà mình test cái skin đó, mình cảm giác giống như là cái chiêu 2 của con Gambit này rất là to, nó cast rất là dễ trúng. Cái chiêu 3 mình cũng cảm giác là khi mà nó nhảy ở cái điểm rơi của nó cũng to nữa, nên thành ra mình thấy thì mỗi skin nó có một cái hay riêng. Cái skin này nó cũng có cái hay chứ. Mình thấy là cái chiêu 1 của nó, khi mà các bạn xả đủ lá bài đó, hoặc là khoảng từ 8 cho đến 13 lá bài đó, thì cái chiêu của nó cảm giác nó nhạt lắm, thì cái đó cũng là cái để mà đối phương không có thể nào mà dự đoán được các bạn xả nó theo cái hướng nào, hay là ví dụ thấy một cái chiêu rõ quá người ta có thể ta lui về liền. Còn cái này lúc mà nó xả skill thì nhiều người hay bị gọi là lầm tưởng mà nó chưa xả lắm, đó là cái cảm nhận của mình thôi nha. Còn về cái chiêu 2 mình cảm giác là nó đánh dễ trúng hơn, với lại mình không hiểu là nó như thế nào, nhưng mà cái skin này mình cảm giác lại nói về hiệu ứng đó, thì nó không bằng cái skin Tết, nhưng mà nói về cái sử dụng cái skin này thì mình lại thích hơn là cái skin Tết. Nó có một cái gì đó nói chung là nó cũng khá là hay. Còn nếu về về nói về hoạt cảnh đó, thì mình thích con Gambit này ở cái skin này á, là nó nằm ở cái cây gậy. Các bạn để ý khi mà vô hoạt cảnh thấy cái cây gậy của Gambit rất là đẹp, đẹp hơn mấy cây gậy khác của Gambit nhiều, nó rõ ràng, nó chi tiết hơn. Còn mấy cái khác mình muốn nói cái đó tùy gu thẩm mỹ của mỗi người. Còn theo cá nhân mình thì mình vẫn mua cái skin này của con Gambit thôi, tại vì mình là một người rất là thích đánh con Gambit, nhưng mà mình đánh thật ra cũng không phải là tốt lắm, thằng em mình đánh mới dữ, còn cái này thì mình đánh bình thường thôi. Thì trong cái trận này là trận đánh hạng, mình test luôn cái skin của con Gambit. Thì mới vô thì ngay trận đầu tiên luôn là mình thấy có một bạn người Việt Nam bích con Quicksilver, mà mình không hiểu làm sao đi rừng mà lại không cầm theo trừng trị, nên ra team bên kia tổ chức cướp hoài luôn. Chuyện này cũng hơi cực, có Magneto, có Star-Lord bên kia nữa, nhưng mà Gambit không sợ nha. Gambit nếu mà sau khi chỉnh sửa lại skill rồi á, thì không sợ con Star-Lord nha. Giờ các bạn nói chung là cái con Gambit này các bạn đánh là thắng hay là thua? Trong cái vấn đề solo á, thì nó nằm kỹ năng. Con này thuộc dạng cũng khó chứ cũng ít người chơi. Wow, và nhốt quá hay luôn. Rồi có chiêu 4 rồi, nhưng mà mình hết mana. Cái điểm yếu của con Gambit này thì nó là các bạn dễ bị hết mana lắm. Nếu dụ mà rừng mà không có đánh không có bùa gần bùa xanh hay con Gambit này xin cái bùa xanh thì nó tuyệt vời. Nhưng mà đánh Gambit thì các bạn cũng nên lấy cái bổ trợ là xua đuổi. Nếu mà các bạn lấy cái tái tạo thì nó mình cảm giác nó dư lắm, trừ khi mà team không có CC nhiều thôi, nhưng mà hầu như 80% trận nào cũng có CC rồi, nên các bạn cần phải có xua đuổi để mà các bạn làm một cái tổ hợp combo chiêu luôn thì nó mới khỏe được. Trận này có Blade nữa, Blade cũng rất là khỏe nha, thì không chần chừ ban đầu được, khó đánh lắm. Rồi con này hổ báo luôn chứ là sao giờ, mà đánh cho Magneto thọt Blade khỏe quá. Nếu bạn thấy đâu có chừng trị đâu, bích đi rừng mà không có chừng trị mình cũng thấy nó hơi kỳ kỳ, mà mình nhắc lại chứ, nhắc rồi mà cũng không đổi luôn. Thôi giờ cố rồi, mình nhắc luôn mình Việt Nam luôn cho nó dễ. Có nhiều người đánh bị người nước ngoài phá nhiều quá nên thành ra vô game cũng phá luôn. Mình nhắc luôn, ví dụ đồng hương có nhiều khi xem xét lại cố gắng này nọ. Blade mất rồi. Các bạn đánh mà gặp Blade đó, các bạn cố gắng các bạn đứng các bạn rỉa trước, đợi Blade mất cái chiêu chém nhanh đó thì các bạn dễ ăn hơn. Còn nếu không đó, là các bạn sẽ khó ăn được Blade khi mà Blade dùng chiêu chém nhanh, mà nếu mà trong trong lúc chém nhanh mà có 3-4 người Blade hồi máu rất là nhiều. Nên ra các bạn canh lúc mà Blade hết cái chiêu chém nhanh đó thì các bạn xả skill nha.
Con Gambit này á, là một con tướng đánh cần kỹ năng rất là nhiều nên thành ra sẽ khó đó. Nhưng mà đánh con này trước giờ mình đánh con Gambit chưa bao giờ mình cảm thấy chán đó. Tại vì cái bộ skill của con Gambit nó rất là thú vị. Rồi học lần 2 luôn. Không sao, mình canh cái đường chạy. Còn nếu nói về đánh mình Starlord, các bạn cứ canh. Tại đầu game Starlord bây giờ không có khỏe như là các mùa trước đâu. Đầu game cái đam của Starlord rất là yếu, nên thành ra các bạn canh lúc mà Starlord mà chạy gần hết cái đoạn chiêu á, cái đoạn chiêu chạy á, thì các bạn bắt đầu xả cái skill theo cái hướng đó nó dễ hơn. Lúc mà Starlord chạy các bạn khỏi thả, rồi cứ đam tay thôi. Lúc mà Starlord dần rồi á thì các bạn xả sâu. Rồi về thôi mà. Câu được cái tê liệt rồi, không có chừng trị nữa là team bị đè, bị mất báo rất là nhiều. Rồi mình pha này mình không có lại nha, để đánh cũng không có hay, đâu stream đánh cũng không có hay lắm nên là xả luôn. Gambit thật ra mình nói thật nha, Gambit không có sợ, không có sợ Starlord hay là Blade đâu. Nếu mà Gambit nếu như mà mình đánh theo cái build đồ này mình không sợ nha, và mình đánh theo cái lỗi mới của mình thì mình sẽ không sợ. Cái lỗi các bạn đã nhìn thấy trong cái phía dưới á, là đây là cái lỗi mà mình dùng đánh cho Gambit ở mùa này. Lỡ chết thì kéo được ai kéo thôi. Cái lỗi này thì ban đầu giúp cho Gambit nó trâu hơn. Và còn một cái nữa là con Gambit này đầu game nó, nếu các bạn đánh kỹ năng tốt thì con Gambit đầu game rất là mạnh, solo không có sợ kèo nào hết đó. Nhưng mà nếu mà đánh các bạn chưa có thuận tay về con Gambit đó, thì đánh con này đầu game hơi cực. Tại vì các bạn dễ bị hố chiêu do tính toán cái lá bài nó không có chuẩn. Trận này thì mình chỉ chủ yếu là mình test cái skin của con Gambit thôi. Nhưng mà trận này vô ngay cái trận mà có Quicksilver đang đi rừng mà không cầm trận chạy thì cũng hơi cực. Thật ra ngày xưa con này cầm đi rừng hơi bị khỏe luôn ấy. Bây giờ mình cố gắng mình hoàn thành cái hồ đế đang màu xanh chỉ ta, ơi bằng màu đỏ chỉ ta. Quay lại nói thì con Gambit này ngày xưa cũng từng dùng để đi rừng rồi, nhưng mà bây giờ thì cái meta này thì không có ưu tiên xạ thủ để mà đi rừng nữa, nên thành ra ví dụ như có con Talon rừng các bạn đừng có dựa vào cầm nha. Cầm các bạn bị đè mệt lắm đó, nhất là trong rừng cao đó. Cái rừng này như rừng thần vật nè, và bích Talon giờ đâu ai dám bích đi rừng đâu, đa số là đi lane thôi, cứ đi rừng bị đè nhiều quá. Con ta lo giờ nó không còn mạnh như trước nữa, mà nó đánh cần đồ, và đánh một trận mà có ta lo thì phải nuôi ta lo rất là dữ, mà đa số đi farm lén thôi mà, để mà hack cái vàng nó nhanh hơn. Còn Gambit này thì bây giờ mình đang cố gắng lên cái một cái đồ để mà khắc chế được Blade và ta lo, khắc chế được ta lo luôn nha, mình nhấn mạnh cái đó. Đó là mình lên cái búa Mjolnir, cái búa mà làm chậm và chống hồi máu ấy. Mình cảm giác cái skin này nó, mình cảm giác giống như là cái skin này nó đam nó ảo hơn hay sao, mình cũng không rõ lắm nữa. Nhưng mà mình đánh cái skin này mình cảm giác thích hơn. Mình giờ hết máu, mình kiếm một con quái để mà hồi máu thôi. Đó lý do sao mình lên cái đầu chiến thắng á. À, mình lên đầu tiên á là để khi mà mình farm này kia nó hồi lại mình cho mình máu, mình tái rồi tranh cho nó dễ. Rồi Wolverine thì tướng tầm xa đối với Wolverine đó là điều Wolverine sợ, chỉ cần thấy sai Wolverine thôi thì Gambit không có ngại Wolverine. Rồi mình lên được cái búa thì tầm này thì Blade mình không sợ nha. Talon mình cũng có thể là mình ăn được nếu mà ở giai đoạn late game, nếu mình có cái búa Mjolnir. Rồi đẩy lính thôi. Cái búa Mjolnir này nó có khả năng là có máu tối đa nè, chống hồi máu nè, giảm khả năng hồi máu thì đúng hơn. Rồi có làm chậm nữa, thành ra đánh có cái búa Mjolnir đối với mình nó rất là tiện. Ngày xưa thì cũng không hay dùng đến con này lắm, nhưng mà bây giờ cái meta bây giờ đa số là tướng hồi máu rất là nhiều, thậm chí AD hay xạ thủ thì lay game nó lên cái đao chiến thắng nó bắn hồi máu rất là kinh, nên hình ra tốt nhất là không ai lên thì mình lên. Mà thật ra nếu như các bạn lên thì các bạn cầm xạ thủ nó
tự tin trong các pha solo hơn. Ví dụ Talon mà dính cái búa Mjolnir thì solo chưa chắc win. Đó đó lý do tại sao mình lên cái búa Mjolnir, búa thò ấy, thì gọi tắt là búa thò ấy. Các bạn thấy để ý là mình không có lên tóc đầu, nhưng mà mình đánh theo kiểu đây là cái đồ mới, cũng không hẳn là mới lắm nhưng mà chỉnh một chút xíu của Gambit. Thì Gambit các bạn biết là sau khi mà chỉnh lại rồi á, thì con Gambit này nó cũng có một nhiều người, cũng có một vài người bắt đầu chơi lại con Gambit này rồi. Và theo như mình thấy, hình như là mọi người chưa để ý là con Gambit này đánh outplay rất là tốt. Nếu như mà không để ý cái bài trên đầu của con Gambit á, nó mà khoảng 10 lá trở lên á, thì nếu như mà các bạn cố các bạn dí nó thì nó xả cái chiêu đó rất là đau. Tại vì giờ cái chiêu 1 của Gambit đã có chí mạng rồi. Mình hay dùng cái chiêu như nhảy chiêu 3 tốc biến, nó dễ tiếp cận hơn. Bây giờ các bạn dùng cái chiêu anti, các bạn đừng có, nếu như các bạn không có chiêu 1 thì tốt nhất các bạn đừng dùng chiêu anti, hoặc là các bạn cố gắng các bạn né để mà các bạn thoát thì hãy dùng thôi. Còn nếu mà các bạn đang có chiêu 1 thì các bạn hãy dùng chiêu anti nha, thì lúc đó cái chiêu của các bạn xả nó sẽ mạnh hơn. Bây giờ chiêu 1 nó có thêm cả chí mạng nữa. Mình cũng chưa có đọc lại là không biết là nếu mà có cả chí mạng và có cả theo phần trăm máu thì con Gambit này tương lai là sẽ đánh lại được thường xuyên đấy. Con Gambit này nó như là một con xạ thủ nhưng mà lai sát thủ vậy á. Và cái ví dụ như mà team mà đông mà tập hợp vô mà tuyến sâu mà được gần hết máu, con Gambit không để ý là con Gambit này nó xả chết hoài luôn. Mình đã thử qua những cái pha đối đầu với con Gambit này sau khi mà Gambit chỉnh sửa rất mạnh rồi, không yếu đâu, mạnh á. Bây giờ Gambit là đánh rất là thích, mà thêm một cái nữa, bây giờ có ra cái skin đó, mà skin này mình cảm giác mình thích đánh hơn là cái skin Tết nha. Có thể là skin Tết đẹp hơn, tính ra thì skin Tết nó nhìn nó long lanh hơn, màu miết này kia nó rõ hơn. Xà lò giờ thọt rồi. Cái tác dụng của cái búa thò là như vậy. Nếu mà các bạn có búa thò, các bạn không có sợ đánh với lại Salo đâu. Với lại mình chơi chắc cú luôn là mình lên không phải là cái dạng tốc đánh nha. Con Gambit này mình ít khi nào mình dùng tốc đánh nhiều lắm, mình đánh theo kiểu thả diều hơn. Tại vì bây giờ cái bài của con Gambit nó tích nó nhanh hơn là ngày trước rồi, nên thành ra các bạn dùng tốc đánh thì cũng mình thấy nó cũng hơi dư. Nên thành ra cái giày của mình không có dùng giày tốc đánh nữa, mà mình dùng giày giáp. Nhớ có ai trong đây nè. Đấy. Hồi Black mà dính cái búa của mình rồi thì thứ nhất làm chậm, thứ hai hồi máu đâu được nhiều đâu. Rồi ráng đẩy cái trụ. Tầm này cố gắng đẩy cái trụ cho nó nhanh, chứ bây giờ bên kia mà có chừng trị thì ráng đẩy cái lính cao để mà các bạn còn tổ chức ăn starter hay là báo nữa. Rồi về, con lính dự mới hết rồi mình về luôn. Mình xuống ăn con đó, giờ đẩy lính cao giờ xuống ăn cái con báo được rồi nè. Mình cảm giác cái lá bài nó nhìn đẹp nha, hay là do mình thích cái màu này mình cũng không biết nữa. Mình cũng thích màu đỏ lắm nhưng mà mình cảm giác cái lá bài nó đẹp hơn. Nghe biết nó có một cái rất là mệt, đó là nghe biết này hao mana lắm. Mình thích có mana hơn là mình có bùa đỏ nha. Tại vì mình có búa Mjolnir nên mình cũng chả cần. Rồi Wolverine bị làm chậm rồi, nghe tôi khó chịu quá, mà về luôn. Các bạn thấy cái khi mà nghe biết tích được đủ bài á, cái đam nó thốn cực kỳ luôn. Thiệt, mình thấy cái mùa đam thốn cực kỳ luôn á. Lay á, mình đánh mấy trận game mà mình đánh những con như là Ghost này kia nha, bắt con Gambit, nếu mà Gambit khoảng chừng 4-5 đồ bắt khó chịu lắm, chưa chắc bắt được nó đâu. Nếu mà rank thấp thì các bạn đánh cũng được, nhưng mà rank cao đánh mấy con này khó chịu lắm. Mình cao cầm Gambit đánh, nếu mà đúng vô tay của Pro đánh chịu khó chịu lắm. Rồi, không có ai giờ cứ ăn starter thôi. Trận này chủ yếu là mình test cái skin cho các bạn coi. Mà trận này mình đánh hạng chứ mình không đánh no. Đánh no thì nó cũng chỉ có gọi là thưởng thức skin thôi. Đánh này nó căng thẳng hơn.
Urin chắc bắt mình nghĩ là ý hắc não, hắc não Pep giờ cũng hết phép rồi. Pep mới đầu xanh ghê hồn, cướp quá vậy cướp luôn. Đang mua đỏ rồi. Thì có dòng, có dòng của Quicksilver rồi. Đứng ngoài dòng xả, cái này là cái chỗ tốt nhất của Quicksilver rồi, khi mà xả của team khi mà xả nha. Các bạn trong vòng thì nó hơi phế, nhưng mà Quicksilver mà nhốt được ai trong vòng đánh đã lắm. Đứng ngoài giống như cái lồng gà bắt vậy đó. Rồi có thể là mình kết thúc trận đấu này rồi. Cảm ơn các bạn đã coi clip này, hẹn gặp lại clip lần sau. Đồ mình để ở phía dưới các bạn coi nhé. Bye bye.